Hello mọi người. Hello anh em. Hôm nay cập nhật ngày 28 tháng 11 2022 tại shop phụ tùng 67 quân dễ thương nhất Sài Gòn. Hôm nay review về máy, review cho anh em xem nha. Đây đây. Quay sát ở đây, quay cho những anh em, những ông chú ở xa, những anh em nào mà thường hay dặn shop máy nha. Đây. Đó. Thường hay dặn shop máy. Thì hôm nay shop về được 5 cục máy, về được 5 cục máy custom 50 nha anh em. 5 cục máy custom 50 nha. Chưa vệ sinh, anh em về tự vệ sinh nha. Quay sát vô từng chi tiết, từng cục máy cho những anh em ở xa, những ông chú ở xa xem nha. Những anh em nào dặn shop. Đợt này shop về được là combo luôn, về được combo luôn anh em, về được cục máy nha, custom 50 có đề, bình xăng con, bình xăng con theo xe nha, co theo xe luôn, cái bao e luôn. Và một bộ như vậy shop xin báo giá với anh em luôn, một bộ như vậy là 5,6 triệu. Đó, đây shop quay cho anh em xem. Đó, về được cái combo luôn, nó còn có nắp cá nữa, nắp cá shop để ở ngoài đây. Đó, quay cho những anh em, những ông chú, những ông anh ở xa xem ha. Đây là máy custom 50, giá của nó là 5,6 triệu một cục. Máy là shop bao với anh em là full zin, bao zin nha, shop bao zin, ngoài ra không bao gì hết. Đó, shop chỉ bao với anh em là zin ha anh em ha. Đây, quay từng chi tiết, từng ốc máy ha. Đây, quay rõ ràng cho những ông chú, những ông anh ở xa. Và một cục máy custom như vậy giá của nó là 5,6 triệu một bộ nha anh em. Máy zin, bao zin, shop bao zin, ngoài ra không bao gì hết. Đó. Đây. Đây là sao? Đây là cục thứ hai. Đây. Cũng vậy luôn ha, cũng là 5,6 triệu một cục luôn. Quay sát vô, quay rõ ràng cho anh em. Quay rõ ràng cho những ông chú, những ông anh ở xa xem ha. À, cái này là shop có ghi số trên trên máy rồi cho anh em rồi ha. Về được 5 cục. Đó, và đây nữa. Mình chưa vệ sinh nha, anh em về tự vệ sinh. Và máy custom 50 này full đầy đủ luôn, full đầy đủ. Giá của nó là 5,6 triệu một cục. Đây là bộ e của nó nè. Sắp quên gắn vô bên này, bình gắn, quên gắn vô cho anh em nha. Đợt này về mình về là được cái combo luôn, về được bình xăng con, được bộ e luôn nha. Hàng đẹp, hàng đẹp lắm anh em ơi. Chỉ có máy á, tại vì mình không có thời gian mình vệ sinh thôi ha. Nên anh em về tự vệ sinh. Đó. Đây. Quay cho những anh em, những ông chú, những ông anh ở xa xem nha. Ở bên đây nữa. Thì mình có làm mã số hết nha, số 1, số 2, số 3, số 4. Đó, và giá một cái combo như vậy luôn máy nè anh em nha, quay sát vô đây. Từng chi tiết máy nha, từng con ốc. Đó, từng con ốc, từng bình xăng, bô e. Học ơi, lấy cái T8 ra. Lấy cái T8 ra, mở cái nắp này cho, mở cái nắp cá ra cho anh mọi người xem đi. Ha. Lấy cái nắp cá quay cho mọi người xem thử cục máy. Thì shop chỉ test, mở cái đường này cho anh em xem cái lửa rồi nha. Shop chỉ quay cái lửa cho anh em xem thôi ha. Coi nó sạch sẽ gọn gàng ha. Đây, anh em nhìn nha. Máy móc. Thì của mình về là mình chưa vệ sinh, anh em về tự vệ sinh. Mở cái nắp lửa ra cho anh đi. Nè, T8 nè. Đây, vô đây ngồi luôn. Vô đây ngồi mở cho mọi người đều xem luôn. Thì trong thời gian chờ đợi mập nghe mập nó mở nắp cá ra thì shop sẽ quay cho anh em máy cúp FI. Đây, ra đây. Cúp FI cho anh em xem. Đây nè. Đây không ổn đó. Mở nắp. Đây mở ra. Dịnh đi. Dịnh cục máy đi. Anh em lưu ý nha, giá của em nó 5,6 triệu một cục. Anh em ha. Máy custom 50. Mở ra cho anh em xem thử cái lốc máy. Sạch sẽ lắm, tại vì mình không có thời gian vệ sinh cái máy ha. Đây. Tháo ra cho anh em xem. Anh em lưu ý nha. 5,6 triệu một cục. Và những cục máy này anh em lưu ý, những cục máy này là có cọc shop mới ship cho anh em được nha, anh em thông cảm. Đó. Gòn zin hết nha anh em, gòn zin hết nha. Thì cái máy này á là mình mua của xe gã. Nên ngoài là bao zin thôi ha, mình chỉ bao zin thôi, mình không bao gì hết. Đây. Đó, quay cho anh em xem nha, mình bao zin. Ngoài ra không có bao gì hết nha anh em, mình chỉ bao là máy zin thôi. Đó. Đoàn còn zin nữa nè, còn zin nữa luôn nè. Zin hết. Quay từng chi tiết, từng con ốc máy luôn. Và giá của em nó là 5,6 triệu ha. Anh em cần cứ việc liên hệ với shop nha. Qua số điện thoại 0909
0700708 anh em ha, hoặc cứ việc tới trực tiếp shop nha. Trực tiếp địa chỉ của shop là 37/15 đường Lâm Thị Hố, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12. Bắt cái này vô đi Mập, để anh quay review tiếp mấy cục máy kia. Rồi, đây là máy cúp nha, cúp tâm nha, còn đây là cúp FI. Thì shop đã có quay cho anh em rồi ha. Một cục máy cúp FI mà không đề, full đầy đủ. Có nghĩa là từ điện sườn nè, anh em nhìn nha, từ điện sườn nè, đó, từ điện sườn sạc nè, đó, chớp nè, đó, từ sạc chớp IC, từ cái cục máy có đề thì có cốc đề, còn không có đề thì không có cốc đề. Thì một cái cục máy như vậy, một cái cục máy FI này là 4,1 triệu một cục anh em ha. 4,1 triệu một cục. Ủa cái này 4,1 triệu hay là 4,000,000 quên rồi ta. Máy không đề đây, có luôn cái bình xăng lớn đây, luôn cái bình xăng lớn nha. 4,1 triệu một cục anh em nha, không có đề. Một cái combo là có gồm có máy nè nha, máy điện sườn ha, điện sườn là combo luôn, về là chỉ thải vô thôi. Và đây là bình xăng đó, bình xăng lớn, bình xăng con nữa, đây là bình xăng con nữa. 4,1 triệu một cục đây. Và cái cục có đề cũng vậy luôn nha anh em, cái cục có đề cũng vậy luôn nha. Đó anh em nhìn nha, hai cục, một cục có đề và một cục không đề à ha. Đây còn đây nữa nè, đây là cục không đề nữa nè. Cục có đề nè, cục có đề thì là 4,5 triệu anh em ha, cục không đề là 4,1 triệu, cũng full đầy đủ nha, cũng full đầy đủ hết. Máy đề rồi bình xăng con bét phun ha, rồi bình xăng lớn, rồi điện sườn, full đầy đủ phụ kiện. Và giá của cái cục đề á, cái cục có đề nè là 4,5 triệu, cái cục không đề là 4,1 triệu ha. Còn cập nhật ngày hôm nay ngày 28 tháng 11 2022 thì shop xin được báo giá, xin được review với anh em ha. Máy custom về được, nói chung là tại vì mấy cái máy mà zin này thì ít lắm anh em ơi, về có số lượng à, shop về được có 5 cái. Thì những anh em nào mà dặn shop thì vui lòng nhanh tay ha, giá của nó là 5,6 triệu một cục, 5,6 triệu một cục anh em nha. Custom 50 đẹp lắm anh em. Cái này là tại vì mình không có vệ sinh nên anh em thấy nó còn mấy nó xấu nha. Cái này mình về mình vệ sinh nó đẹp lắm. Và giá của nó là 5,6 triệu một cục anh em nha. Và shop xin nhắc với anh em luôn, những cục máy này thì anh em vui lòng có cọc thì shop mới ship cho anh em nha, có cọc shop mới ship. Và shop ship toàn quốc hết nên những anh em ở xa cứ việc yên tâm. Và những cục máy của shop bán Mập gai chắc mấy cái kia, Mập cắt cái ba ga để quay cho anh em xem luôn, ba ga custom với gấp. Những cái cục máy này thì anh em vui lòng cọc cho shop mới ship được cho anh em nha. Và đặc biệt là shop ship toàn quốc hết nên những anh em ở xa cứ việc yên tâm ha. Thì tình trạng máy sau thì shop có review, shop có báo cho anh em vậy. Những cái máy này là shop bao với anh em là bao zin nha, bao zin, còn ngoài ra không bao gì hết. Thì anh em lưu ý một điều đó nha, tại vì mình mua xe gã máy zin mình bao zin, còn ngoài ra là mình không bao gì hết. Và những anh em cần cứ việc liên hệ với shop qua số điện thoại 0909 00 0708 anh em ha, hoặc cứ việc tới trực tiếp shop để được xem ha. Địa chỉ của shop là 37/15 đường Lâm Thị Hố, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12. Lấy mấy cái ba ga ra mày, sao mày tìm mày lấy để gì âm vậy, kêu mày chắc ra mày để ra đây. Thì sẵn rồi quay cho anh em xem nha, mấy cái ba ga custom đây, ba ga custom zin nha, để ra quay cho mọi người đều xem. Bên shop bán lúc nào cũng vậy nha, giá cả rõ ràng ha, hình ảnh chi tiết rõ ràng, hình có làm sao thì shop quay cho anh em trực tiếp vậy nha, đồ có làm sao thì shop quay trực tiếp cho anh em vậy. Và một cái ba ga custom như vậy nha, một cái ba ga custom như vậy là 900,000 một cái, bao zin nha anh em nha, bao zin, shop bao zin, và gấp thì 500,000 một cây đó. Anh em cần cứ việc liên hệ với shop nha. Bên shop là từ phụ tùng 67 và cúp vô đây, quay cho anh em xem ha. Anh em chơi 67 và cúp cần những món gì cứ việc alo trực tiếp cho shop. Đây là những cục hàng của những anh em ở xa ha, đây là những cục hàng của những anh em ở xa, dù ở đâu xa chỗ nào shop cũng ship cho anh em ha. 67 và cúp luôn, một món shop cũng ship, nhiều món shop cũng ship. Quảng Ngãi nè, ha, à, Quảng Ngãi nè, lúc nào cũng vậy, cho khách xem hàng, ha, đây, cho khách xem hàng, còn đây, đó, Vĩnh Long, nói chung là nhiều lắm, ở đâu shop cũng ship được hết, ha, chỉ cần anh em nhấc cái điện thoại lên, điện thoại trực tiếp cho shop,
hoặc là có việc nhắn qua Zalo của shop là shop sẽ gửi tận nhà cho anh em ha. Chỉ có mấy cục máy, chỉ có mấy cục máy thì nó nói chung là anh em phải cọc thì shop mới ship được cho anh em đó. Quay cầm cái từng cái ba ga lên cho mọi người xem mặt em, quay từng cái cho mọi người đều xem đó. 900.000 một cái ba ga custom đó. Đấy, cái khác lên nữa, đây khác lên nữa, quay cho anh em xem nha. Gấp tay 500.000 một cây gấp custom nha, đều tất cả đều là xe gã hết nha anh em, cái này là gấp custom nha, gấp custom ship cốt toàn quốc nha mọi người. Mọi người nhận hàng kiểm tra hàng rồi thanh toán cái ship bên mua chịu em mập đó, đúng rồi đó, cái gấp là ship cốt, anh em cứ bị yên tâm, gấp là ship cốt nha. Chỉ có ngoài từ máy là anh em phải cọc, máy bẩn là anh em phải cọc cho shop đây nha anh em, nhìn nha đẹp đó, 550 một cây. Cảm ơn anh em rất nhiều nha, cảm ơn anh em đã xem video nha, nhớ bấm like và đăng ký giúp shop nha để luôn cập nhật được cái món phụ tùng và xe theo ngày tháng anh em ha. Mập chào mọi người, bye bye anh em. Anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh dùm cho shop ha, để được cập nhật cái món phụ tùng và xe theo ngày tháng. Thank you anh em. Bye bye anh em.